Thấy bố mẹ giận nhau căng thẳng, hai chị em liền lên kế hoạch hòa giải trong vòng một nốt nhạc. Mới đây một cặp vợ chồng dù đã có với nhau hai mặt con nhưng sơ hở là giận dỗi nhau. Đến nỗi chị vợ đang ngồi trên sofa khi thấy chồng đi tới cũng nhích người ra một tí chứ nhất quyết không muốn nhìn mặt nhau. Thấy bố mẹ chiến tranh căng thẳng, hai chị em liền thủ thỉ bàn kế hoạch giúp bố mẹ làm hòa. Một bên thì vào phòng kéo bố trở ra, một bên thì cầm lấy tay mẹ đưa cho bố. Sau đó cậu em còn không quên sử dụng vũ khí tối thượng là đẩy mẹ nhào tới ngã vào lòng của bố. Sau khi kế hoạch được thực hiện thành công mỹ mãn, hai chị em liền đập tay ăn mừng, hai người vui, bốn người hạnh phúc. Đoạn video sau khi được trích xuất và đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng khi xem phải bật cười cho sự dễ thương của cả gia đình. Một số bình luận mà dân mạng để lại: hai chị em xứng đáng được phong làm trưởng ban hòa giải. Đúng chất con cái là dây nối của hai vợ chồng mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.